Giới thiệu các bạn về cái mẫu tản nhiệt dành cho laptop là thương hiệu Cooler Master các bạn ha, model là E2 AC Essential, không biết đọc đúng không nữa. Rồi cái này cái tản nhiệt chất lượng cao, cao cấp các bạn ha. Một tiếp như thế này là 80.000 dành cho laptop, máy bàn cũng được. Máy bàn thì các bạn có thể xài loại thường này là được rồi ha, không nhất thiết là chúng ta phải xài loại tốt lắm đâu. Thì các bạn muốn dùng bền thì các bạn xài loại này càng tốt. Rồi, mình cho các bạn xem sơ qua thôi ha. Thì mình sẽ chấm một bình thay cho cái tản nhiệt của máy mình. Rồi, mình sẽ làm thử cho các bạn xem luôn nha. Rồi. Cái này là bung như thế nào đây, mình lấy cái dao mình lọc các bạn nha. Rồi ở video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta ráp cái máy của mình lại ha. À, cái máy đeo Elite Book các bạn ha, 8470B. Wow, cái hộp này chắc dữ ta. Rồi, mình quyết định dập luôn các bạn ha. Dập luôn các bạn nha. Bây giờ tìm đủ cách rồi. Không, nó không có hướng dẫn cái đường dập các bạn. Mình phải dập thẳng tay thôi chứ sao giờ. Lần đầu tiên thấy cái hộp mà nó chắc như thế này, làm rất là bền đó mà. Mình làm như thế này nó không hay cho lắm, người ta muốn giữ cái hộp lại hoặc là người ta muốn đựng lại á, nó không có được luôn. Được thôi. Cái miếng ép của nó cứng ngắc rồi các bạn nha, cái kẽ ép của hai hai cái lớp đó, lớp dưới và lớp trên không có thấy cái lằn để mà mở ra luôn. Rồi được nó mà có tay. Mà nó cũng rất là cứng các bạn ha. Mở được rồi. Không phải không phải, mở ra được là cái phần của mình, cái phần của mình à, hồi nãy. Ôi, cũng cứng lắm các bạn nha. Thiệt tình, cứng ghê lắm thiệt. Có cái muỗng nào các bạn. Có cái muỗng tay ấy keo nè, chét keo nè. Wow, muỗng này làm cứng ghê thiệt. Có cái chống ẩm các bạn, giữ để chúng ta chống ẩm những cái thiết bị linh kiện điện tử. Chúng ta thấy với một cái hộp hay cái gì đó ta để linh kiện của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ chét keo vô cái men này. Các bạn đầu tiên chúng ta tháo tháo cái quạt ra ha, tháo quạt CPU ra, chúng ta mở cái tản nhiệt CPU lên. Thường cái tản nhiệt CPU là nó dính chết vô cái thanh tản nhiệt luôn các bạn nghe, chứ không có tháo rời. Nên chúng ta cứ xoay mà thấy lỏng là bung ra là được, là chúng ta lấy lên chứ không cần phải lấy con ốc ra luôn các bạn ha. Con ốc mà nó thường là nó dính vô cái anh tản nhiệt này luôn chứ nó không có rời ra. Nên thành ra thiết kế như thế này cũng khá là tiện cho chúng ta, cũng rất là thông minh các bạn ha. Đây, tản nhiệt cái keo cũ vẫn còn nè các bạn ha. Thì mình ấy lên thôi, mình chép thêm nữa các bạn ha, chúng ta chép thêm phần giữa này. Thường ít hơn bạn nha, anh cục như thế này là được. Nếu bạn xài cho máy các bạn thì ta để nhiều hơn xíu, còn nếu mà máy khách thì ít hơn xíu hoặc là tầm này cũng được ha, là gì là vừa các bạn nha. Ta đậy nắp chặt chặt lại để giữ cho nó lâu các bạn ha. Và khi mà chúng ta đậy lại là nó cũng sẽ bung ra các bạn nha. Cái CPU, chip CPU này chúng ta có thể mở được các bạn ha. Rồi mình sẽ lấy cái tem
em bảo anh, từ lúc mua máy tới giờ nó còn á. Chúng ta lấy con ốc á, mà các bạn xoay xoay theo cái rãnh này nè, rồi mà xoay ngang, chúng ta dỡ cái con CPU này lên bình thường thôi ha, cũng dễ thôi. Giờ các bạn đậy vào là chúng ta xoay ốc luôn, đơn giản mà ha. Rồi chúng ta xoay chéo xuống các bạn cho nó giữ các bạn, nó giữ cái chân. Chúng ta xoay mấy con còn lại, các bạn xoay mà thấy vừa cứng tay là được nha, không cần chặt quá đâu, vừa cứng là được, đừng có xiết mạnh quá. Chúng ta để ý nha, có nhiều cái men nó mỏng quá mà nó dễ bị cong đó. Chúng ta thấy vừa thôi, đừng có xiết chặt quá. Tản nhiệt quạt các bạn, chúng ta vệ sinh ha. Chúng ta lấy cái màn rãnh răng của chúng ta nè, chúng ta vệ sinh. Với video trước mình có hướng dẫn chia sẻ các bạn rồi, mấy cái rãnh nào mà sâu quá thì chúng ta lấy cây cọ nè mà nó dài dài xíu, chúng ta qua phủi các bạn ha. Thì phần này mình sẽ làm nó nhanh xíu, tại nó bụi quá, mình sẽ dừng lại mình làm này bạn ha. Đối với những cái quạt mà nó không có tán ốc chết như thế này nè, mà ốc xoay như thế này các bạn ha, thì chúng ta mở ra, mở cái phần nắp này ra luôn để chúng ta vệ sinh nó sẽ dễ hơn. Chúng ta có thể tháo cái gánh quạt ra vệ sinh rất là dễ. Còn những cái quạt nào mà nó tán ốc chết như thế này thì chúng ta rất là khó các bạn ha. Chúng ta gắn vào nó cũng không có được như ban đầu này thôi. Chúng ta cố gắng, chúng ta lấy cái cọ hay là cái bàn chải răng, chúng ta phủi được tới đâu nó sạch tới đó hay tới đó. Các bạn nào mà có cái súng mà giống như cái súng mà xịt xe, súng mà nó ép hơi các bạn, chúng ta xịt hơi mạnh vào để cho nó bay bụi đi các bạn ha. Rồi còn không, bình thường chúng ta phủi sơ sơ sạch là được rồi, chúng ta có thể thổi các bạn ha. Đấy, chúng ta có thể thổi cho nó sạch phần nào. Rồi bây giờ tiếp chúng ta ráp vào các bạn nha. Này, mình sẽ đây là cái video ráp máy các bạn nha, video ráp máy. Giờ nói chung là nó tùm lum hết luôn, bây giờ giống như là mình là người mới bắt đầu luôn. Rồi bây giờ mình chia sẻ với các bạn về cái lo nó rách nữa nè. À, cái lo nó rách các bạn nha, cái lo nó bị rách cái màng á, rách cái màng lo. Bây giờ mình dùng keo, không biết keo này nó có làm nóng quá nó chảy cái lớp lo này không, mình thử mình nên xui luôn nha. Keo T8000 các bạn ha. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ dán một cái lớp keo xung quanh của cái phần rách đó để cho nó giống như nó bít bít cái hơi lại các bạn ha, cho nó bị cái lo nó đánh cái âm thanh nó không có hay. Giờ mình ấy hên xui các bạn nha, nếu mà nó chảy luôn cái lớp này luôn thì coi như là mình thất bại các bạn nha, mình đều nha. Có gì mình liều rồi mình chia sẻ với các bạn có kinh nghiệm để chúng ta làm cho các bạn luôn ha, và làm cho khách. Đây là mình liều các bạn ha, chứ không phải là kinh nghiệm ấy nha, để kinh nghiệm gọi là gà mò đó. Bây giờ mình để như thế này đấy, và bây giờ mình đợi cho nó khô thôi, mình đợi cho nó khô các bạn nhé. Đấy, đợi cho nó khô rồi nó sẽ liền lại cái phần rãnh mà nó bị rách cái lo các bạn ha, giống như mình làm cái lớp giá vậy. Rồi cái phần lo này thì nó rách sau cùng nên mình sẽ để qua một bên. Hiện tại thì mình không thấy cái dấu hiệu cái lo nó bị chảy các bạn nha, chứng tỏ là cái keo này nó cũng có tác dụng phần nào. Thì nói chung là ổn, tạm ổn, trước mắt là tạm ổn, mình để qua một bên cho nó khô các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cái máy vào. Này, thì chúng ta ráp khi vệ sinh xong chúng ta tản nhiệt xong rồi cái quạt xong thì chúng ta bắt đầu ráp vào cái phần đây nó bạn, cái rãnh này nó còn dơ nè, chúng ta lấy cái cọ cái bàn chải chúng ta phủi ha, phủi theo cái rãnh các bạn nha. Dừng video một xíu mất thời gian các bạn. Rồi vệ sinh xong hết rồi.